vào năm 1982 trên miền đất cao nguyên Lâm Viên, nơi những hạt mầm dược liệu vươn mình ra khỏi trầm tích của các ngọn núi lửa cách nay hàng ngàn năm, La Dufa đã khởi đầu hành trình di sản chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Lựa chọn miền đất trù phú có khí hậu ôn hòa, thổ dưỡng phù hợp, cách ly môi trường ô nhiễm, La Dufa đã liên kết với các hộ nông dân địa phương giàu kinh nghiệm để gây dựng nên vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế GACP-WHO. Dược liệu được sinh sôi nảy nở bằng việc hấp thụ dưỡng chất của đất mẹ Đà Lạt, nơi được đánh giá là một trong những vùng trồng dược liệu tốt nhất Việt Nam, kết hợp với phương pháp chăm bón hữu cơ và được tính toán thời điểm thu hoạch tốt nhất để lưu giữ trọn vẹn hàm lượng hoạt chất. Với sự hiện diện của nhà máy dược liệu lớn nhất Tây Nguyên mang tên La Dufa, nơi sở hữu hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP, WHO và HACCP sánh tầm khu vực, giúp cho dược liệu được đảm bảo xử lý trong vòng 24 giờ sau khi thu hoạch. Điều kiện tiên quyết để lưu giữ trọn vẹn tinh chất quý giá ẩn sâu bên trong. Dược liệu mang trong mình những hoạt chất có lợi cho sức khỏe, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ để tạo nên sản phẩm tinh hoa có tính sinh khả dụng cao. Cần phải biết cách mới có thể làm được điều đó. Đây là một quá trình đầy chông gai, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng nhiệt thành và bí quyết của những người làm thuốc. Trong suốt 36 năm qua, chúng tôi sở hữu đội ngũ chuyên gia là những dược sĩ am tường về chuyên môn và tận tâm trong từng hành động. Trên nền tảng nghiên cứu quy trình chiết xuất và làm giàu hoạt chất từ các loại dược liệu quý, chúng tôi đã tạo nên các sản phẩm mang thương hiệu La Dufa có tính sinh khả dụng cao, tăng cường hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng liên kết với các đối tác uy tín bằng việc cung cấp nguồn nguyên liệu tuyệt hảo để tinh chế các phụ sản phẩm đa dạng, tạo nên giá trị thăng hoa cho cuộc sống. Di sản chăm sóc sức khỏe cộng đồng của La Dufa được gây dựng dựa trên nền tảng chất lượng. Đây chính là giá trị cốt lõi đưa thương hiệu La Dufa trở thành một trong rất ít đại diện của Việt Nam được nhận giải thưởng uy tín chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương vào năm 2016, đánh dấu mốc son chói lọi trong ngành nghiên cứu và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu thiên nhiên. Niềm tin và sự gắn bó của khách hàng dành cho La Dufa chính là những dấu ấn mà chúng tôi đạt được trong mỗi chặng hành trình. Đoạn đường phía trước chúng tôi đi ắt hẳn sẽ còn xa và chông gai, nhưng bằng trái tim chân thành, yêu thương trọn vẹn của những người làm thuốc, La Dufa sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình di sản chăm sóc sức khỏe cộng đồng. La Dufa, tinh hoa dược liệu.